Và bài cuối cùng anh Minh xin gửi đến quý vị và một người anh trai rất là dễ thương mà anh Minh hay song ca chung với. Quý vị có biết ai không? Ai? Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho nam ca sĩ Đoàn Phi. Louder, come on quý vị ơi. Thank you, vỗ tay, vỗ tay. Hello anh Minh. Đoàn Phi xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị khán giả trong dịp đầu năm mới. Happy New Year quý vị. Năm mới Đoàn Phi xin chúc quý vị tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, đắc phúc, đắc thọ, đắc nhân tâm. Được không quý vị? Mới học được câu đó, ráng học thuộc lòng để hôm nay đến đây để mà chúc cho quý vị. Và cũng như là chúc cho quý vị năm mới được dồi dào sức khỏe và cũng như may mắn nếu như mà quý vị có chơi bài ngày hôm nay. Hôm nay, bây giờ trong tiết mục này, Đoàn Phi và Ánh Minh sẽ gửi đến quý vị một ca khúc mà anh em lâu lắm rồi không có hát. Ca khúc này cũng giống như là một ca khúc mà truyền thống của người Việt Nam của mình. Xin được gửi đến quý vị một ca khúc mang tên Qua Cầu Gió Bay. No. Năm đứa thôi nha. Yes, ok, một tràng pháo tay cho anh Minh nữa quý vị.